lứa tuổi mà phạm tội hiện nay đại đa số là trẻ em. Hôm nay tôi chỉ đề cập tới một cái vấn đề, đó là cuốn sách này nó giúp chúng ta hiểu được là cái lứa tuổi mà phạm tội hiện nay đang xảy ra rất nhiều trong xã hội là lứa tuổi nào. Đại đa số là trẻ em. Tại sao lứa tuổi đó nó lại bị những vấn đề tội phạm nhiều như vậy? Tại vì thứ nhất là cái ý thức họ nó sẽ chưa được hoàn thiện. Cái thứ hai là bị tác động tâm lý quá lớn. Cái thứ ba là hậu quả của việc mà bố mẹ không có chăm sóc con cái, dẫn đến những cái trạng thái tâm lý ức chế. Những đứa trẻ đó nó sẽ gây ra những cái hiện tượng phạm pháp rất là mạnh trong cái xã hội hiện nay. Và cái tâm lý học tội phạm này nó còn thể hiện được những cái hậu quả mà chúng ta không biết cách để nuôi dạy con cái. Cái cuốn tâm lý học tội phạm này có những yếu tố giúp chúng ta hiểu được là cách để dạy con cái làm sao nó thành người sau này, chứ không phải là chúng ta chỉ có việc cho nó học rồi đón nó về, hoặc là cho nó ăn rồi cho nó ngủ không đâu. Chúng ta phải học được tâm lý, dạy nó được tâm lý, hiểu được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thực sự mang lại lợi ích cho xã hội.